cội dành cho cầu thủ áo số 86. Cuối tuần qua, vòng loại Cúp Quốc gia 2021 đã chứng kiến hai cú sút phạt đầy mắt đem lợi thế để mang về những tấm vé vào vòng 1/8 cho các đội bóng. Tại V-League 2021, tính đến vòng 10 của mùa giải cũng đã có 4 pha lập công được các cầu thủ thực hiện sau những pha sút phạt cố định. Hãy cùng Netsport thưởng thức cả 6 bàn thắng và nêu cảm nhận của mình về pha ghi bàn mà bạn cho là đẹp nhất ở phần bình luận sau khi xem hết video này. Đang rất tập trung. Rodrigo. Nguyên tuyệt vời. Và dứt điểm đẳng cấp của Rodrigo. Và như vậy là lưới của Văn Toàn đã rung lên lần đầu tiên ở mùa giải này. Bàn thắng rút ngắn khoảng cách điểm số xuống còn 1-3 cho các cầu thủ Nam Định. Rodrigo vẫn đang là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Thành Nam. Văn Toàn rất tập trung nhưng cũng không thể ngăn cản được cú đá đẳng cấp của Rodrigo. Lúc này thì chắc chắn là huấn luyện Nguyễn Văn Sĩ rất tiếc nuối với cơ hội trước đó của Mạnh Hùng. Và dứt điểm đẳng cấp của Rodrigo. Cứa bóng rất hay và má lưới. Văn Toàn đã bay hết người, không thể với được tới che bóng. Bóng đi sát sạc cột dọc. Và ghi bàn đẳng cấp. Văn Toàn đã bay hết người, không thể với được tới che bóng. Bóng đi sát sạc cột dọc. Và ghi bàn đẳng cấp của Rodrigo Diaz. Chắc chắn bàn thắng này sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu này. Lần này sẽ là quả đá phạt của Hoàng Đức. Rất nguy hiểm, bàn thắng dành cho Việt Theo. 1-0 dành cho đội khách. Hoàng Đức là người đã tạo ra tính đột biến với quả đá phạt của mình. Bóng đi thẳng về khung thành của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Tình huống phán đoán sai của thủ môn đã chơi rất hay ở vòng đấu trước. Cuối cùng thì Viettel cũng đã có được bàn thắng để vươn lên. Một pha bóng cố định đã giải quyết tất cả. Và tính bất ngờ được tạo ra từ cái chân trái của Hoàng Đức. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Đức tại V-League mùa này. Tính bất ngờ đã được tạo ra từ quả đá phạt vừa rồi. Một cú đá thẳng về khung thành đối phương. Và chắc chắn là huấn luyện viên Đức Thắng sẽ phải có sự thay đổi ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú chào bóng này của Hoàng Đức. Quả bóng đã tạo ra sự bất ngờ. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã có một bước bắt bài cho một pha bóng phối hợp. Nhưng Hoàng Đức thì dứt điểm thẳng về khung thành của Top Line Bình Định. Tỷ số là 1-0. Quốc Vương và Paulo Pinto. Quốc Vương! Bàn thắng dành cho Đông Á Thanh Hóa và đội khách vươn lên dẫn 1-0. Một pha đá phạt quá đẹp mắt của Quốc Vương. Đó là bàn thắng thứ 16 của Đông Á Thanh Hóa mùa này. Họ nằm vào trong top các đội bóng có hàng tấn công tốt nhất. Niềm vui của suýt các cổ động viên Thanh Hóa đang có mặt trên sân vận động Quy Nhơn. Và lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng bị đối phương vươn lên dẫn trước. Vẫn là một quả đá phạt. Vòng đấu thứ 9 là quả đá phạt của Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu này là quả đá phạt trực tiếp của Quốc Phương. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương. Bóng đi vào góc khó. Ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa đã vượt lên. Rodrigo! Rodrigo trận đấu đang diễn ra rất hay. Nhưng vừa rồi có lẽ là rào chắn của
của Rodrigo. Thứ 68 của trận đấu và tỷ số là 2-2. Không bao giờ là dễ dàng cho bất kỳ một đội bóng nào khi phải chơi trên sân Thiên Trường cả. Tinh thần của Nam Định luôn rất tuyệt vời. Rào chắn của Thành phố Hồ Chí Minh đã bị vỡ trong tình huống vừa rồi và họ đã phải trả giá. Lực sút của Rodrigo là rất mạnh. Xác là như vậy. Đứng trước bóng là sự xuất hiện của Mai Ngọc Hà. Đây sẽ là cơ hội dành cho cầu thủ áo số 86 chăng? Mai Ngọc Hà rất nguy hiểm, tỷ số đang mở dành cho Phú Đồng. Và cuối cùng ở tình huống đá phạt thứ 3 của mình, Mai Ngọc Hà đã đem về bàn thắng cho Phú Đồng. Và một phong cách ăn mừng theo kiểu Cristiano Ronaldo. Một tình huống đá phạt rất tốt của Mai Ngọc Hà. Cuối cùng thì sau rất nhiều nỗ lực, Phú Đồng đã vượt lên. Ngày hôm qua chúng ta cũng được thấy một pha đá phạt rất tốt khi mà Cần Thơ tiếp đón BKM Bình Dương. Ngày hôm nay cũng từ một tình huống đá phạt cố định, Mạnh Cọc Hà cuối cùng cũng đã đánh bại được Lê Văn Tấn. 1-0 dành cho Phú Đồng ở phút thứ 63. Đó là một kết quả công bằng với những gì mà Phú Đồng đã thể hiện trong suốt quãng thời gian của hiệp 2. Văn Tấn đã đứng chôn chân, một tình huống phán đoán sai lầm của thủ môn Văn Tấn. Lần này Mai Cọc Hà đã lựa chọn góc dứt điểm ngược lại. Và cuối cùng thì anh đã có thể ăn mừng bàn thắng. Trước đó Mai Cọc Hà dứt điểm ở những cự ly rất xa. Và vừa rồi ở cự ly gần hơn thì Mai Cọc Hà đã có thể đem lại bàn thắng dành cho Phú Đồng. Trong hiệp 1, Mai Cọc Hà đã có những pha sút phạt rất nguy hiểm. Đứng trước bóng đang là Vũ Mạnh Truy. Mạnh Truy phạt huấn luyện của BKM Bình Dương là không thể ngồi yên sau tình huống này. Thi đấu lép vế nhưng biết mình biết người và Cần Thơ đã vươn lên dẫn trước. Một pha đá phạt hàng rào có thể nói là cực kỳ đẹp mắt của Vũ Mạnh Truy. Rất đẹp, quỹ đạo đi cũng rất khó, lực đi cũng rất tốt. Và pha bay người của Lại Tuấn Vũ chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp này mà thôi. Quá khó, 1-0 dành cho Cần Thơ.